Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie là quyển sách không mới nhưng cũng không bao giờ cũ, bởi lẽ nó được các tín đồ của dòng sách tự lực self-help coi là kinh điển và vẫn luôn nhắc đến sau hơn 80 năm kể từ khi ra đời. Rất nhiều tranh cãi về nó, gần đây ngay trên Spyroom cũng có một bài người nói giả tạo, kẻ nói chân thành, bên này thì nói nó dạy tiếp thị, bên kia thì nói nó dạy thuyết phục lòng người. Tuy nhiên, chưa có bài viết nào làm công việc cơ bản và cốt tủy là phân tích văn bản của quyển sách. Tôi hôm nay trong tâm trạng hoan hỉ, muốn vạch trần toàn bộ dòng sách tự lực thì chợt nhận ra chủ đề này quá rộng nên anh ngậm ngùi mang riêng cuốn sách được cho là kinh điển trong thể loại này ra phê bình thôi vậy. Tôi sẽ không nói về các hệ quả nó tác động đến người đọc, chuyện đó thật vô nghĩa bởi trong một cộng đồng luôn có những người thành kẻ bại, và cũng thật mơ hồ vì ta không thể xác minh được việc họ thành hay bại có thực sự do quyển sách này hay không. Bài viết này sử dụng kỹ thuật đọc sâu, close reading, để phê bình sách, đồng thời để mọi người thấy rằng ngay cả khi đã đồng cảm sâu sắc với Đắc Nhân Tâm, người ta vẫn không thể nào tha thứ cho nó được. 1. Minh định. Chúng ta hẳn đã quen với châm ngôn một nửa ổ bánh mì là một nửa ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật lại là giả dối, và hẳn chia sẻ cùng nhau quan điểm nó một nửa sự thật là nói dối một cách mưu mẹo. Nó khiến người nghe mang những ấn tượng sai lệch về sự thật, trong khi thông tin họ nhận đúng là sự thật, chỉ là không đủ mà thôi. Bài viết dưới đây sẽ dẫn ra và phân tích hết những sự gian xảo ấy. Phiên bản sách tôi dùng là bản đã được gia đình chỉnh sửa. Đắc Nhân Tâm ra mắt đầu tiên vào năm 1936. Năm 1981, gia đình Carnegie sửa chữa cho cuốn sách này hợp thời đại hơn. Mặc dù bản 1936 có nhiều lỗi hơn bản 1981, nhưng bài này tôi chỉ phê bình trong phạm vi bản 1981 mà thôi. Để dập tắt mọi tiếng gáy trước khi trời sáng, do tôi đã từng viết bài nghệ thuật là vô dụng, nên nhiều người có thể bảo tôi rằng tự mâu thuẫn khi viết bài này. Câu trả lời rất cơ bản đã từng được nói trong bài kia, ấy là nghệ phẩm thì thuộc loại giả tưởng, không bao hàm thể loại phi giả tưởng. Trong khi Đắc Nhân Tâm là phi giả tưởng nên nghệ thuật thì vẫn vô dụng, và bạn ngu thì vẫn là do bạn. Nhưng với phi giả tưởng như Đắc Nhân Tâm thì còn phần lỗi rất lớn do chính quyển sách và tác giả nữa. 2. Phương pháp nói một nửa sự thật và nói sao cho thật hời hợt. Đắc Nhân Tâm nói về 30 nguyên tắc, được chia làm 4 phần để khách quan nhất. Tôi sẽ không nhận xét các nguyên tắc này phục vụ tiếp thị hay là thuyết phục gì cả, chỉ nhìn chúng như là chúng thôi. Phải công nhận rằng 30 nguyên tắc này đều tốt, đó là các đức tính nên có ở mọi người dù là già hay trẻ. Tôi cam đoan Đắc Nhân Tâm dạy bạn rất nhiều điều tốt, nhưng đó là tôi mới nói một nửa sự thật. Nửa còn lại là các đức tính này quá hiển nhiên ai cũng biết. Bạn có thể thấy chúng trong lời dạy của ông bà, cha mẹ, hoặc ở trường thì trong sách giáo khoa đạo đức và giáo dục công dân đều có. Khác biệt duy nhất ở đây chỉ là nghe bố mẹ khuyên thì miễn phí, còn nghe Dale Carnegie khuyên thì lòi tiền ra. Vậy nên vấn đề bây giờ không phải là dạy điều tốt hay xấu, mà là dạy như thế nào, bằng phương pháp gì. Bên cạnh 30 nguyên tắc thì một đức tính quan trọng chính yếu được nhắc nhiều lần xuyên suốt quyển sách là chân thành. Nhưng đây chính là điểm rõ nhất cho thấy tính hời hợt của quyển sách. Chân thành được coi là cốt tử nhưng không tuyệt giải thích nó là gì, làm sao để có nó, làm thế nào để phân biệt giữa chân thành và ngụy chân thành. Đây là tất cả những lần Carnegie nói về chân thành, không thể chung chung được hơn nữa. Sự khác nhau giữa cảm kích và tâng bốc nằm ở đâu? Rất đơn giản, điều này là thực hành còn điều kia là không thực hành. Một điều xuất phát từ tấm lòng, một điều chỉ từ cửa miệng, một điều là vô tư chân thành, một điều là ích kỷ có mục đích. Mọi người đều muốn được khen, nhưng lời khen phải cụ thể rõ ràng, thể hiện sự chân thành chứ không phải là lời nói sáo rỗng nghe cho êm tai. Các nguyên tắc nêu ra trong quyển sách này sẽ chỉ có tác dụng khi chúng xuất phát từ sự chân thành. Tôi không đưa ra mánh khóe hay thủ thuật để giúp người ta ứng xử giả dối, tôi chỉ thảo luận với các bạn về sự khen ngợi chân thành từ sâu thẳm trái tim. Gợi ý một điều gì đó thật khéo léo để người khác thực hiện là cả một nghệ thuật. Chúng ta kiên trì rèn luyện và có sự quan tâm chân thành đến người khác, chúng ta sẽ làm được. Mẫu câu thường gặp, nếu có sự chân thành thì mới được, nhưng làm thế nào để chân thành thì không dạy. Có nghĩa là nếu bạn thất bại do bạn không đủ chân thành chứ không phải là do sách, rất khôn khéo và rất bất lực cho người đọc. Người đọc phải tự tìm hiểu rằng nếu họ tự làm được thì cần gì sách nữa. Dẫn chứng hời hợt. Cấu trúc mỗi chương của Đắc Nhân Tâm như thế này. Đầu chương, tên chương, nói lên đức tính cần có. Spam dẫn chứng, mỗi chương có đến 10 cái, nhưng tất cả đều không có nguồn gốc.
kết luận mọi người trong dẫn chứng đã nói, thường là các triết gia và tâm lý gia đã làm và thành công, thường là các doanh nhân và chính trị gia, thì tức là nó đúng và bạn nên làm theo. Kết chương, tên nguyên tắc. Dẫn chứng thì rất tốt thôi, với điều kiện dẫn chứng là chuyện có thật, chứ không phải tưởng tượng ra. Mẫu câu cho mỗi lần dẫn chứng chỉ là tên danh nhân cộng câu chuyện minh họa quan điểm tác giả và hết, không hề ghi nguồn. Hãy xem 3 ví dụ sau. 1. Cách phê bình cực đoan cũng đã từng đẩy Thomas Catherine, nhà thơ Anh, đến chỗ tự sát. 2. Victor Hugo không khao khát gì hơn là thành phố Paris được đổi thành tên ông. 3. Chuyện kể rằng một hôm, hai cha con triết gia Ralph Waldo Emerson muốn đưa một con bê vào chuồng, nhưng họ phạm phải một lỗi thông thường chỉ là nghĩ tới điều mình muốn. Thế là Emerson và con trai, kẻ đẩy, người lôi con bê, nhưng con bê cũng chỉ làm theo những gì nó muốn, cứ dạng chân ra và kiên quyết không nhúc nhích. Cô gái giúp việc cho gia đình Emerson nhìn thấy tình cảnh đó. Cô không biết làm thơ hay viết tiểu luận, nhưng cô hiểu tâm lý loài vật hơn là nhà triết học Emerson. Cô đưa ngón tay vào mõm cho con bê mút như bú mẹ, rồi từ từ vỗ về nó vào chuồng. Có 3 vấn đề cho 3 ví dụ trên. Thứ nhất là dẫn một câu chuyện vu vơ đi kèm tên một danh nhân rồi hết, là cách để dẫn chứng không có giá trị. Anh cần phải chứng minh câu chuyện của anh là đúng thì nó mới trở thành đúng và có giá trị. Không có thứ gì là chứng minh sai. Một thứ là đúng chỉ khi nó được chứng minh là đúng, còn không thì mặc định là không đúng. Đừng nói câu hãy chứng minh ổng sai đi, còn không thì ổng vẫn có thể đúng. Nghĩa vụ chứng minh thuộc về người khẳng định. Thứ hai, vì tò mò nên tôi đã Google thử và phát hiện Thomas Carrington không hề tự tử vì bị chỉ trích. Thật ra cái chết của ông đến nay vẫn là một bí ẩn. Nguồn thì nói là ông nghèo túng nên tự tử, nguồn khác thấy bảo học thuật thì nói ông sung túc nhờ nghề viết thơ và chết chỉ vì uống arsen quá liều trong liều thuốc chữa bệnh lây qua đường tình dục của mình. Còn ví dụ về Victor Hugo thì cũng đơn giản là sai. Đơn giản, ông không hề khát khao chuyện đó, tôi thử Google và lấy ra ảnh từ trên Quora. Tiếp đến chuyện cha con triết gia Emerson, nói thật là trời biết được những thứ quái quỷ ấy có thật hay là không, và không ai điên đi xác minh tất cả lời nói nhảm của một tay trời đánh viết vào một quyển sách ba vạ nào đó. Nghĩa vụ chứng minh rõ ràng phải thuộc về kẻ viết cơ mà ơ kìa. Thứ ba là tại sao Dale Carnegie không đơn giản chỉ cần nói, sau đây là câu chuyện giả định của tôi, làm vậy ông vẫn có thể truyền tải thông điệp mà chẳng hề lo bắt bẻ. Carnegie ngây thơ thế ư? Không bao giờ, ông ấy là cáo già như bất kỳ con cáo nào trong kinh doanh. Lý do ông lôi các nhân vật vào câu chuyện tưởng tượng của mình bởi vì họ nổi tiếng và họ là người thật. Bằng việc nói một nửa sự thật, mà nửa ấy có một vĩ nhân khiến cho người đọc dễ tin vào câu chuyện ấy hơn, do đó tin các lý luận theo sau hơn. Trên mạng đầy rẫy những chiêu trò này, chuyện đại bàng tự nhổ lông, đập mỏ để sống 70 năm, chuyện đàn sói đi trên tuyết, tất cả chúng đều là sai sự thật cả. Lý do các chàng diễn giả không bao giờ thay bằng truyền thuyết kể rằng loài rồng, loài phượng thì cũng chỉ là vì cố lừa cho người tin, do nó dễ trục lợi, dù thông điệp của các trang truyền tải là không hề sai. Chúng ta đã không chấp nhận một vài tin giả trên mạng, thì cớ gì chúng ta chấp nhận một quyển sách 300 trang ngập ngụa trong tin giả. Mỗi dẫn chứng chỉ một hai câu thế kia, thì mỗi chương chứa 10 dẫn chứng, cả sách ít nhất cũng 300 dẫn chứng, không dẫn chứng nào có nguồn. 2. Trích dẫn một nửa sự thật. Như đã nói ở bên trên, ngoài kể chuyện danh nhân, sách còn trích rất nhiều dẫn lời danh nhân và cũng giống như kể chuyện, chúng không có nguồn, cũng chả có văn cảnh. Hãy xem ví dụ. Nhà phân tâm học lừng danh Sigmund Freud nói rằng mọi hành động của con người đều xuất phát từ hai động cơ, niềm kiêu hãnh của giới tính và sự khao khát là người quan trọng. Vấn đề thứ hai là với những người cơ bản biết về Freud thì đúng là ông có bàn nhiều về sex urge, hay còn gọi là sex drive, mà cách dịch chính xác là thôi thúc tình dục, chứ niềm kiêu hãnh của giới tính là first new dịch sai. Nhưng thôi, ta có thể thông cảm vì đằng nào sách cũng chả tập trung vào sách gơ, chứ đó dẫn vào cho sáng mồm thôi. Vâng, cái mà Carnegie hướng vào là chữ khao khát được là người quan trọng, desire to be great, vì chương đó đang dạy độc giả khen ngợi người khác để cho họ thấy họ quan trọng. Nhưng cái cốt tủy là Frey không hề nói về khao khát được làm người quan trọng, không nói vậy. Vậy đấy, tôi Google thử thì thấy trên Reddit cũng có người nghi ngờ như mình. Câu trích dẫn trên lại chỉ nói một nửa sự thật. Ngoài ra còn khôn khéo dẫn lời Frey gián tiếp, chứ không dẫn nguyên văn từng chữ, rất khôn khéo. Shakespeare nói rằng, không có sự vật hiện tượng hay hoàn cảnh tốt xấu, mà chính cách nghĩ của con người khiến nó xấu hay tốt. Bây giờ đến lượt Shakespeare, quả đúng Shakespeare nói câu trên, và nó ở vở kịch Hamlet, hồi 2, cảnh 2, nguyên văn lấy từ lời thoại của Hamlet.
Nhưng xin nhớ cho Hamlet là một tác phẩm nghệ thuật. Nhân vật Hamlet là hư cấu. Quan điểm hay phát ngôn của Hamlet cũng chỉ dành cho thế giới hư cấu mà Hamlet sống. Do đó, phát ngôn của nhân vật hư cấu không bao giờ được coi như là phát ngôn chính thức của tác giả. Việc dẫn Shakespeare kia không nói được Shakespeare cũng nghĩ như thế, và càng không nói lên được chuyện Shakespeare là người ủng hộ những quan điểm mà Carnegie định gài phía sau. Việc này không chỉ đúng với Shakespeare mà còn là đúng với mọi nghệ sĩ. Oscar Wilde là một tác giả mà tôi quan tâm. Tôi đã thấy rất nhiều người dẫn lời ông để bảo vệ hoặc tìm đồng minh cho quan điểm của họ. Chỉ có điều là họ luôn dẫn lời thoại từ các vở kịch. Ví dụ sau đây được rất nhiều các chàng đang cố tỏ ra là mình tán gái bằng cái đầu trên, trong khi thực ra là cái đầu dưới, dẫn lời nhằm tạo ấn tượng cool ngầu. Giữa đàn ông và đàn bà chẳng có tình bạn nào tồn tại cả. Ta có say mê, oán hận, tôn thờ, yêu đương, nhưng chẳng có tình bạn. Wilde viết như thế, nhưng không có nghĩa là quan điểm của ông như thế, không có mâu thuẫn gì cả. Socrates là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất thế giới. Ông đã làm được một điều mà nhân loại chẳng mấy ai làm được. Đó là thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ của con người. Cho đến ngày nay, 24 thế kỷ sau khi ông mất, ông vẫn được tôn vinh là một trong những nhà hùng biện khôn ngoan nhất từng ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn thế giới. Phương pháp của ông thế nào? Toàn bộ kỹ năng của ông, ngày nay gọi là phương pháp Socrates, chỉ là dựa vào việc khai thác câu trả lời. Vâng, ông thường nói những câu mà người đối diện buộc phải tán thành, rồi ông tiếp tục dẫn dắt họ đi từ thừa nhận này đến thừa nhận khác, cho đến khi cuối cùng họ tự nguyện đồng ý theo ý kiến mà họ đã bác bỏ kịch liệt trước đó vài phút. Những tác hại của việc bóp méo vĩ nhân này không chỉ ảnh hưởng đến họ, mà còn ảnh hưởng đến nhận thức cộng đồng, vì các vĩ nhân được lôi vào thường chiếm vị trí rất lớn trong các ngành học. Bóp méo họ là Carnegie vô hình chung đã bóp méo các kiến thức mà họ truyền lại cho đời. Ví dụ về Socrates sẽ nói rõ điều này. Chỉ cần đọc bất cứ quyển triết học nhập môn nào, Trò chuyện triết học, Câu chuyện triết học Tây phương từ khởi thủy đến đương đại, ta cũng có thể biết phương pháp Socrates là một hình thức đối thoại mà qua việc hỏi đáp để kích thích tư duy phản biện. Và người được hỏi tự tìm ra các ý tưởng cho mình. Cụ thể người hỏi là Socrates sẽ đi gặp người dân Athens để nói y ra quan điểm của mình. Socrates sẽ hỏi một loạt câu hỏi để y trả lời. Và thường thì cuối cùng y tự nhận ra quan điểm của mình có sự mâu thuẫn, từ đó y nên xem lại mình và đúc kết quan điểm chính xác hơn. Cơ bản thì Socrates không đưa ra quan điểm cá nhân nào để mà cần phải thuyết phục người khác. Ông cũng không cần ai trả lời vâng, và người được hỏi cũng không cần đồng ý với ý kiến nào mà y bác bỏ cả. Công việc của Socrates là giúp y tự xem xét lại bản thân mình thôi. Mẹ ông là một bà đỡ, và ông thường ví von công việc của mình với mẹ. Ông không thể đẻ ra các ý tưởng, mà ông giúp người khác tự đẻ ra ý tưởng của họ. Sau đây là lời tự biện của Socrates trước phiên tòa. Phiên tòa xử ông tội chết, rõ ràng ông không đắc nhân tâm cho lắm khi có nhiều kẻ thù và bài tự biện cuối đời bị người ta bác bỏ. Tuy nhiên có nhiều ý kiến, theo Xenophon thì ông không thật sự biện hộ, ông chọc tức mọi người là chính và sẵn sàng chết ở tuổi 70 rồi. Còn theo Plato thì đúng là ông có biện hộ thật. Cuối cùng trong đắc nhân tâm quá nhiều trích dẫn mà không văn cảnh, giờ ngẫu nhiên một trang cũng gặp. Triết gia Emerson nói, mọi người tôi gặp đều có những điểm hay hơn tôi và tôi học được điều gì đó từ họ. Henry Ford nói, nếu như có một bí quyết nào đó để thành công, thì nó nằm ở khả năng hiểu và thông cảm về quan điểm của người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người ấy cũng như góc độ của chính mình. Nhà triết gia và tâm lý học Mỹ William James đã nói, chúng ta chỉ mới khai thác được một phần rất nhỏ khả năng của mình. Abraham Lincoln đã nói, hầu hết con người đều hạnh phúc nếu họ có những suy nghĩ hạnh phúc. Tại sao Carnegie không viết tôi cho rằng mà cứ phải lôi Freud, Shakespeare với Socrates vào, vì ba người họ là vĩ nhân, và nghe đến đây thì các bạn hiểu lý do rồi đấy. 3. Bản chất xấu xí đằng sau những dẫn chứng. Chương 10. Tương ứng với nguyên tắc 10, né tránh tranh cãi, được minh họa bằng ví dụ sau. Tôi còn nhớ một bài học vô cùng quý giá đã được học trong một buổi tiệc ở London. Đó là tiệc mừng ông Rosmith, một phi công xuất sắc trong Thế chiến thứ nhất, được nhà vua Anh Quốc phong tước hiệp sĩ, được chính phủ Úc tặng một phần thưởng lớn và được cả nước Mỹ kính trọng. Lần đó, người ngồi ngay bên cạnh tôi kể một câu chuyện hài hước, minh chứng cho câu trích dẫn thế này. Có một vị thần sắp đặt số mệnh chúng ta, ngài muốn sao thì ta phải chịu vậy. Ông ấy cho rằng câu đó trong kinh thánh, tôi biết là ông ấy đã nhầm. Và để tỏ ra mình không quan trọng và muốn khoe khoang kiến thức, ông ấy nói, anh bảo sao? Shakespeare, không thể nào, phi lý, câu trích dẫn này ở kinh thánh, tôi chắc chắn như thế. Ngồi bên trái tôi là một người bạn cũ, Frank Gammond, anh là một chuyên gia nghiên cứu về Shakespeare. Thế là chúng tôi đồng ý giao vấn đề này cho Gammond làm trọng tài. Gammond lắng nghe, đá vào chân tôi dưới gầm bàn và nói, Dale, anh sai rồi, ông ấy nói đúng, câu ấy ở kinh thánh. Đêm ấy, trên đường về, tôi bực tức và hỏi Gammond, Frank, cậu biết trích dẫn này là của Shakespeare cơ mà?
Đúng thế, dĩ nhiên là thế. Trong Hamlet, hồi 5, cảnh 2. Nhưng này anh bạn, chúng ta là khách trong một buổi tiệc, tại sao phải chứng minh ông ấy sai? Điều đó khiến ông ấy quý mến cậu không? Sao không để người ấy giữ thể diện? Ông ấy không hỏi ý kiến của cậu, vậy cậu tranh cãi với ông ấy làm gì? Điều đó chẳng có lợi gì cho cậu cả. Nếu một hành động là đạo đức thì nó phải có tính phổ quát, làm những điều ta muốn mọi người làm cho mình hoặc tránh làm những điều ta không muốn mọi người làm với mình. Bản thân Carnegie cũng đồng ý với điều này và đã nói đến ở chương trước. Cụ thể ở chương này là tránh tranh cãi nhằm giữ thể diện cho người khác. Nhưng hãy xem lại ví dụ, có 3 nhân vật, Dale Carnegie, nhân vật tôi, người bạn Camon và người kể chuyện. Carnegie bác bỏ người kể chuyện làm anh ta mất thể diện, Camon lại bác bỏ Carnegie, chả lẽ Carnegie lại không mất thể diện sao? Carnegie cũng là người, cũng phải có những tâm lý giống với người kể chuyện chứ. Ẩn sau câu chuyện này là một sự phân cấp giá trị giữa người cầm trịch buổi nói và người nghe. Hẳn rồi, người nói có một, người nghe thì nhiều, nên người nói được chấm điểm cao hơn. Và nếu có một kẻ bị mất thể diện thì đó là người nghe. Điều này chính là bản chất của môi trường kinh doanh, mọi mối quan hệ đều lên bàn cân. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Carnegie nói toẹt sự thật này ra, nhưng ông lại bọc nó trong một lớp đường mật giữ thể diện. Vậy giữ cho ai? Cạnh đó còn là câu hỏi về sự ve vuốt bản thân đã bất chấp đúng sai. Người kể chuyện rõ ràng đã sai, anh ta có thể trở nên lố bịch trong mắt những người biết mà không nói. Nhưng Carnegie không bận tâm đến chuyện giúp cho anh ta thôi lố bịch, mà chỉ bận tâm đến cái lợi của mình. Năm 1915, Rockefeller là một người bị oán ghét nhất ở Colorado. Những người thợ mỏ thuộc công ty sắt và nhiên liệu ở Colorado do Rockefeller phụ trách đã phát động một cuộc đình công đòi tăng lương. Đó là một trong những cuộc đình công đẫm máu nhất lịch sử công nghiệp, gây chấn động lên toàn liên bang. Suốt 2 năm, tài sản và nhà máy đều bị phá hủy. Những người tham gia đình công bị quân đội trấn áp, nhiều người đã ngã xuống, máu đổ rất nhiều. Trong bầu không khí căm thù đang ngùn ngụt như thế, Rockefeller vẫn có thể hòa giải thành công với những người đang đình công. Vậy ông ta đã làm điều đó bằng cách nào? Sau nhiều tuần vận động nhằm mở ra con đường giải hòa, Rockefeller đã có bài phát biểu chân thành với đại diện những người đình công. Bài nói này xứng đáng là một kiệt tác vì đã thu được một kết quả thật đáng kinh ngạc. Nó đã làm cho làn sóng căm thù và sự hung hăng đe dọa lắng dịu, đồng thời mở đường cho những người đứng về phía ông. Rockefeller đã trình bày một cách khiêm tốn và chân thành đến mức những người đình công quay trở lại làm việc mà không nói một lời về việc tăng lương, lý do khiến họ đấu tranh quyết liệt bấy lâu nay. Ví dụ này ở chương thứ 13, nguyên tắc 13, thân thiện, dân chứng hoàn toàn không nói về lý do đình công có chính đáng hay không, mức lương thật sự có thấp cho người dân lao động hay không. Ẩn đứng sau nó chính là cách các chóp bu dạy nhau dập tắt đình công và khiến người lao động quên đi tiền lương và tiếp tục làm việc bất cần biết. 3. Lời kết. Trên đây là những phân tích của tôi về những thứ nổi cộm nhất trong Đắc Nhân Tâm mà thôi. Còn nếu xét chi ly thì nó sẽ vô cùng nhiều ngụy biện. Ấn tượng đầu tiên khi đọc Đắc Nhân Tâm của tôi đó là Carnegie spam quá nhiều dẫn chứng. Tuy thế, dẫn chứng không có nguồn gốc gì, số lượng dày đặc trong khi ngắn tủn mùn, mỗi dẫn chứng chỉ 1-2 câu, làm tôi mệt mỏi trong việc nhặt ra xác minh. Hầu hết các xác minh ở bài này của tôi là về văn học và triết học, các lĩnh vực tôi biết sẵn. Các lĩnh vực như kinh doanh hay tâm lý thì vẫn còn nhiều, có lẽ người khác có chuyên môn sẽ dễ dàng để vạch ra. Nhưng về bản chất thì các dẫn chứng của Carnegie chẳng có ý nghĩa gì cả. Cùng một cách thức, nhưng tùy tâm lý đối tượng và nền văn hóa mà kết quả mang lại khác nhau, Carnegie chỉ thu thập các trường hợp thành công và phớt lờ đi trường hợp thất bại. Đây chính là lối ngụy biện thiện xạ Texas. Bằng hình ảnh và ví von một gã bắn bừa lên trời, rồi sau đó mới vẽ hồng tâm xung quanh vết đạn, rồi đi la làng rằng mình là thiện xạ. Cách thức Carnegie spam dẫn chứng trong Đắc Nhân Tâm là một thể loại nhắc đi nhắc lại nhằm ám thị người đọc. Toàn bộ Đắc Nhân Tâm là mẹo vặt chứ không phải khoa học. Thậm chí, nó còn không có lý lẽ. Nó bày ra cách thức như thế này như thế kia và yêu cầu bạn thực hành mà không giải thích nguyên nhân tại sao lại như thế. Với các bạn chưa nhiều kinh nghiệm đọc thì không nên đọc quyển này vì nó đầy tin giả và không khác gì cống 14. Nó cũng không kích thích các bạn tư duy. Còn công việc dạy làm người của nó thì cũng ngang bằng về nhà nghe cha mẹ dặn dò hay đọc trong sách giáo khoa giáo dục công dân mà thôi. Với các bạn đủ nhiều kinh nghiệm đọc để vừa có thể hiểu sâu sắc cuốn sách và vừa không bị nó ảnh hưởng đến đầu óc thì cứ đọc nếu muốn. Tôi chưa bao giờ ủng hộ khen chê thứ gì đó không có lý do. Quả thật, muốn chê thứ gì thì cũng phải hiểu nó ngang với cả khi khen nó. Tóm lại, cách tốt nhất để có được đức tính mà Đắc Nhân Tâm dạy là đừng đọc chính quyển sách đó. Và đó là suy nghĩ của tác giả. Các bạn có đồng tình hay không? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn muốn đọc nhiều bài viết hơn, hãy đăng nhập thẳng vào website spyroom.com để tìm đọc. Đây là Spyroom, còn mình là Pingdat. See ya!